ngược dòng lịch sử, vào thời cổ Trung Đại phát hiện được các công cụ đồ đá mới tại thung lũng Kathmandu, chỉ ra rằng loài người sống tại Himalaya ít nhất là 11.000 năm. Lớp cư dân cổ nhất được cho là tổ tiên của người Kusunza hiện nay, được cho rằng những cư dân ban đầu này là người gốc đại chủng Úc Nguyên Thủy. Nepal được đề cập lần đầu trong cổ thư của Ấn Độ, cổ đại vào cuối thời kỳ Vệ Đà được xem là một nơi xuất khẩu chăn. Trên cột trụ Allahabad của đế vương Gupta, Nepal được mô tả là một quốc gia ngoại biên. Trong kinh văn tôn giáo Hindu có một chương riêng gọi là Vinh Quang của Nepal, trong đó giảng giải chi tiết hơn về vẻ đẹp và sức mạnh của Nepal. Nepal cũng được đề cập trong các văn bản Ấn Độ giáo như Narayana Puja. Người nói tiếng thuộc hệ Tạng Miến có lẽ sống tại Nepal từ 2.500 năm trước. Các cư dân ban đầu của Nepal có gốc Dravidia, họ có lịch sử từ đầu thời kỳ đồ đồng tại Nam Á, trước khi các dân tộc Tạng Miến và Ấn A ra đến. Khoảng 5.500 trước công nguyên, các vương quốc nhỏ và liên minh các thị tộc xuất hiện tại các vùng phía nam của Nepal. Từ một thực thể trong số đó là Shaja, nổi lên một vị hoàng tử từ bỏ địa vị của mình và trải qua cuộc sống khổ hạn, hình thành Phật giáo, được gọi là Phật Thích Ca, niên đại truyền thống là từ năm 563 đến năm 483 trước công nguyên. Đến năm 250 trước công nguyên, các khu vực phía nam nằm dưới ảnh hưởng của đế quốc Ma Ơ Gia tại Bắc Ấn Độ, và nhiều nơi của Nepal sau đó, trở thành một nhà nước chư hầu dưới trướng đế quốc Gupta vào thế kỷ 4. Bắt đầu vào thế kỷ 3, vương quốc Lichavi quản lý thung lũng Kathmandu và khu vực xung quanh miền Trung Nepal. Vương triều Lichavi suy thoái vào cuối thế kỷ 8, có lẽ là do áp lực từ thổ phồn, và kế tiếp là một thời kỳ Negu hoặc Thakuvi từ năm 879, song không rõ về phạm vi kiểm soát của họ. Trong thế kỷ 11, nó dường như bao gồm cả khu vực Pokhara. Đến cuối thế kỷ 11, miền Nam Nepal chịu ảnh hưởng của vương triều Chalukya tại Nam Ấn Độ. Dưới thời Chalukya, cơ sở tôn giáo của Nepal biến đổi, do các quốc vương bảo trợ Ấn Độ giáo thay vì Phật giáo vốn đang thịnh hành. Tổ hợp cung điện Ba Santer. Vào đầu thế kỷ 12, các thủ lĩnh nổi lên tại cực Tây Nepal có tên kết thúc bằng hậu tố tiếng Phạn Mala. Các quốc vương này củng cố quyền lực trong 200 năm sau đó, cho đến khi vương quốc bị tan rã thành nhiều tiểu quốc. Một triều đại Mala khác bắt đầu với quốc vương Jayasthiti xuất hiện tại thung lũng Kathmandu vào cuối thế kỷ 14, và phần lớn miền Trung Nepal lại nằm dưới quyền cai trị thống nhất. Năm 1482, vương quốc này bị phân thành ba vương quốc, Kathmandu, Patan và Bagtarpur,